Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Mỹ đưa tàu sân bay và nhiều tàu chiến đến Biển Đông. Hải quân Mỹ sẽ đưa hai tàu sân bay và một số tàu chiến đến Biển Đông trong những ngày tới để tham gia một cuộc tập trận quân sự, theo CNN. Hạm đội tàu sân bay tấn công chủ lực USS Nimitz và USS Ronald Reagan đang tiến hành đồng thời và hoạt động trên biển Philippines và Biển Đông. George Lee, phát ngôn viên của hạm đội 7, nói: "Hoạt động của hai nhóm tàu sân bay ở biển Philippines và Biển Đông mang đến cơ hội huấn luyện nâng cao cho lực lượng hải quân của chúng tôi và khả năng tác chiến linh hoạt trong triển khai và hoạt động quan trọng khi được điều động phản ứng với các tình huống trong khu vực." Sự hiện diện của hai tàu sân bay không nhằm phản ứng lại bất kỳ hiện sự kiện chính trị hay sự kiện nào trên thế giới. Hoạt động này là một trong những cách mà Hải quân Hoa Kỳ thúc đẩy an ninh, ổn định và thịnh vượng trên khắp Ấn Độ-Thái Bình Dương, CNN dẫn lời của ông George Lee. Cuộc tập trận được lên kế hoạch từ lâu nhưng chỉ diễn ra sau khi Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận quân sự gần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp với Việt Nam. Các cuộc tập trận tại Hoàng Sa của Trung Quốc đã bị Mỹ, Việt Nam và các nước khác chỉ trích. Mỹ và Việt Nam phản đối Trung Quốc tập trận trên Biển Đông. Mỹ đồng tình với các quốc gia bạn bè ở Đông Nam Á rằng cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc ở vùng biển tranh chấp ở Biển Đông là hành động rất khiêu khích. Chúng tôi phản đối các yêu sách phi pháp của Bắc Kinh, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo viết trên Twitter hôm 3 tháng 7 vừa qua. Ông Mike Pompeo cũng đăng lại trên Twitter phát biểu phản đối Trung Quốc của bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam. Ông Pompeo viết bình luận: "Trên Biển Đông và bất cứ nơi đâu, mọi quốc gia cần ủng hộ một trật tự tự do và cởi mở dựa trên luật pháp, duy trì quyền chủ quyền của tất cả các nước, bất kể quy mô, quyền lực và khả năng quân sự." Phát biểu của bà Hằng hôm 2 tháng 7 được ông Pompeo đăng lại nói việc Trung Quốc tiến hành tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa, đi ngược lại với tinh thần tuyên bố DOC, tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, làm phức tạp thêm tình hình, không có lợi cho quy trình đàm phán COC, Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông, hiện nay giữa các nước ASEAN và Trung Quốc và việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông. Hôm 2 tháng 7, Lầu Năm Góc cho biết trong một tuyên bố rằng các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc là hành động mới nhất trong một chuỗi các hành động của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa PRC nhằm khẳng định các yêu sách hàng hải bất hợp pháp và gây bất lợi cho các nước láng giềng Đông Nam Á ở Biển Đông, theo CNN. Cũng trong ngày 2 tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ra tuyên bố bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, chỉ trích hành động này sẽ làm gia tăng bất ổn trong khu vực. Trong tuyên bố, Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định quần đảo Hoàng Sa là lãnh thổ đang tranh chấp giữa Trung Quốc và Việt Nam. Hôm 1 tháng 7, Mỹ đã cử một tàu chiến được cho là chiếc USS Gabriel Gifford xuất hiện ngay tại khu vực tàu khảo sát Trung Quốc đang hoạt động dưới sự hộ tống của một tàu hộ vệ tên lửa. Quần đảo Hoàng Sa được cả Trung Quốc và Việt Nam, Đài Loan tuyên bố chủ quyền. Hoa Kỳ từ lâu cho biết Bắc Kinh đã quân sự hóa các đảo trên Biển Đông thông qua việc triển khai phần cứng quân sự và xây dựng các cơ sở quân sự ở đây. Hải quân Hoa Kỳ đôi khi thách thức các yêu cầu yêu sách của Bắc Kinh đối với các đảo bằng cách thực hiện cái gọi là tự do hoạt động hàng hải, gần đây nhất là việc đưa tàu chiến tới Biển Đông vào tháng 5 năm 2020. Giới chức Mỹ cho biết cuộc tập trận của quân đội Mỹ sẽ không được tiến hành gần với bất kỳ hòn đảo nào đang tranh chấp trong khu vực. Trong khi Hải quân Hoa Kỳ thường xuyên hoạt động trong khu vực, hoạt động của hai tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Nimitz và USS Ronald Reagan đại diện cho một sự phô trương lực lượng quy mô và diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh về nhiều vấn đề bao gồm
tại vấn đề Hồng Kông. Các phản đối của Mỹ và Việt Nam nhắm vào đợt diễn tập quân sự của Trung Quốc ở khu vực quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông từ ngày 1 tháng 5, từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 7 năm 2020. Tờ The Wall Street Journal sáng nay đã tiết lộ hai tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan và USS Nimitz cùng với 4 chiến hạm khác đã tiến hành tập trận ở Biển Đông kể từ ngày 4 tháng 7 năm 2020. Đây là một trong những cuộc tập trận hải quân lớn nhất của Mỹ ở Biển Đông trong nhiều năm qua và bắt đầu đúng ngày quốc khánh của Mỹ. Mục đích là thể hiện tín hiệu rõ ràng cho các đối tác và đồng minh rằng chúng tôi cam kết đảm bảo an ninh cùng ổn định trong khu vực. Chỉ huy nhóm tác chiến của tàu sân bay USS Ronald Reagan, chuẩn đô đốc George Wyckoff phát biểu. Thông thường, cuộc tập trận nào cũng được nói là lên kế hoạch từ lâu và không nhắm vào quốc gia nào. Nhưng tôi nghĩ chúng ta không nên quá tin vào những phát ngôn kiểu như thế này. Các quan chức Mỹ từ chối tiết lộ vị trí tập trận, chỉ cho biết nó không ở gần khu vực đảo tranh chấp, theo CNN. Tuy nhiên, theo nguồn tin riêng của chúng tôi, tàu sân bay USS Ronald Reagan đã xuất hiện ở khu vực phía đông Biển Đông gần bãi cạn Scarborough vào sáng 4 tháng 7. Có ít nhất 7 chiếc máy bay tuần tra P-8 và trinh sát tín hiệu F-3E đã quần thảo ở khu vực Biển Đông như báo hiệu cho việc tàu sân bay sẽ tiến vào Biển Đông. Đây dường như là số lượng kỷ lục của máy bay trinh sát Mỹ hoạt động cùng lúc ở Biển Đông và đêm qua vẫn là 2 chiếc P-8 cất cánh. Trước đó, theo thông báo của phía Mỹ, hai tàu sân bay USS Ronald Reagan và USS Nimitz đã tiến hành tập trận ở biển Philippines kể từ ngày 28 tháng 6 năm 2020. Động thái của phía Mỹ được triển khai giữa lúc Trung Quốc đang tiến hành tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa ngày 1 đến ngày 5 tháng 7 năm 2020. Như vậy, chúng ta sẽ chứng kiến hai cuộc tập trận quy mô của hai cường quốc thế giới là Mỹ và Trung Quốc diễn ra cùng lúc ở Biển Đông, giữa lúc căng thẳng leo thang, đúng như dự báo của chúng tôi trước đây về bản tin ngày 29 tháng 6. Trong khi đó, tiếp sau Bộ Quốc phòng Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã lên tiếng chỉ trích hoạt động tập trận của Trung Quốc ở khu vực Hoàng Sa. Đặc biệt, ông Pompeo đưa ra phát biểu khi dẫn lại phát ngôn ngoại giao của Ngoại trưởng Philippines và phát ngôn ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng về vấn đề này. Mỹ tăng cường chỉ trích Trung Quốc về các cuộc tập trận quân sự mà nước này đang tiến hành ở Biển Đông sau khi hai hàng không mẫu hạm của Hải quân Mỹ đã được điều đến vùng biển này để diễn tập trong ngày thứ Bảy. Trung Quốc tuần trước thông báo họ đã hoạch định 5 ngày diễn tập bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 tại quần đảo Hoàng Sa mà cả Việt Nam và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 2 tháng 7 nói cuộc tập trận này vi phạm chủ quyền của Việt Nam và cho biết Hà Nội đã trao công hàm phản đối. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đăng lại bài phát biểu phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng trên Twitter và Hoa Kỳ đã đứng về những người bạn của chúng tôi ở Đông Nam Á và chống lại những tuyên bố chủ quyền phi pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trong đó, hai hàng không mẫu hạm USS Nimitz và USS Ronald Reagan của Hải quân Mỹ đang tiến hành diễn tập ở Biển Đông, tranh chấp ngày thứ Bảy trong một diễn biến được nói là không phải là phản ứng trước các cuộc tập trận đang được diễn ra của Trung Quốc đang tiến hành. Mục đích là để rõ tín hiệu cho các đối tác và đồng minh của chúng tôi rằng chúng tôi cam kết duy trì an ninh và ổn định khu vực. Chuẩn đô đốc George M. Wyckoff được báo Wall Street Journal dẫn lời. Ngay sau khi Việt Nam thay mặt các lãnh đạo ASEAN đưa ra một tuyên bố được coi là mạnh mẽ nhất từ trước đến nay về Biển Đông, trong đó đề cập đến Công ước Luật Biển UNCLOS 1982 và được Mỹ hoan nghênh, tờ Hoàn Cầu Thời báo đã ra một bài luận nói truyền thông nước ngoài ám chỉ tuyên bố nhắm đến Trung Quốc và sự can thiệp của Mỹ có thể là nguyên nhân cho sự tự tin
của các nước Đông Nam Á. Tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 36 do Việt Nam với tư cách là chủ tịch luân phiên tổ chức qua hình thức trực tuyến, các lãnh đạo của khối đưa ra một tuyên bố chung tái khẳng định rằng UNCLOS, Công ước Luật Biển của Liên Hợp Quốc 1982 là cơ sở cho việc quyết định các lợi ích hàng hải, quyền chủ quyền, tài phán và quyền lợi chính đáng trên các khu vực hàng hải. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ISEAS nói với phóng viên hôm 29 tháng 6 rằng theo đánh giá của nhiều người thì tuyên bố đưa ra hôm 26 tháng 6 có thể là một bước tiến nhất định khi so với các bản tuyên bố trước đây và được coi là sự ủng hộ của ASEAN đối với các phán quyết của Tòa trọng tài năm 2016 trong vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc. Ba nhà ngoại giao của Đông Nam Á không được nêu danh tính có chung ý kiến trên khi nói với hãng tin AP của Mỹ rằng tuyên bố cho thấy nhóm các nước ASEAN muốn tăng cường khẳng định luật pháp ở khu vực Biển Đông. Các hãng tin quốc tế khác cũng cho rằng các nhà lãnh đạo ASEAN lần này đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ nhất từ trước đến nay đến Trung Quốc trong bối cảnh Bắc Kinh tăng cường các hoạt động và những động thái nhằm kiểm soát Biển Đông giữa lúc các nước láng giềng đang tập trung chống lại đại dịch virus Vũ Hán có nguồn gốc từ Trung Quốc. Tờ Hoàn Cầu Thời báo phụ bản tờ Nhân dân Nhật báo của Đảng Cộng sản Nhân dân Trung Quốc hôm 29 tháng 6 nói rằng truyền thông quốc tế nói quá lên rằng tuyên bố này cụ thể nhắm tới Trung Quốc. So với các tuyên bố trước đây của ASEAN ở biển Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là Biển Đông, tuyên bố lần này dường như đã tăng cường sự khẳng định của họ đối với vùng biển có tranh chấp. Bài xã luận của Hoàn Cầu Thời báo viết và cho rằng có một số yếu tố đóng góp vào động thái này. Một ngày sau khi ASEAN đưa ra tuyên bố chung tại Hà Nội, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói Hoa Kỳ hoan nghênh sự kiên định của các nhà lãnh đạo ASEAN về việc giải quyết tranh chấp Biển Đông theo luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS 1982 và cảnh cáo Trung Quốc không được phép coi Biển Đông là đế chế hàng hải của riêng mình. Hoàn Cầu Thời báo cho rằng sự can thiệp liên tục của Mỹ trong khu vực có thể đã làm thúc đẩy sự tự tin của ASEAN trong việc tăng cường tuyên bố với Biển Đông. Washington tin rằng vấn đề Biển Đông ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của họ, vì vậy họ sẽ không muốn vắng mặt trong các cuộc đàm phán về COC, Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Trung Quốc và khối ASEAN đang trong quá trình thương thảo một Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC trong nhiều năm qua và tờ báo đảng của Bắc Kinh cho rằng thành viên ASEAN có ý định duy trì các tuyên bố cũng như bảo vệ lợi ích của họ trong những cuộc thảo luận sắp tới với Trung Quốc. Sự khẳng định mạnh mẽ hơn trong tuyên bố mới nhất của khối ASEAN thể hiện ý định này, theo Hoàn Cầu Thời báo. Trong số những nước này, Việt Nam dường như đang đưa ra nhiều yêu sách nhất. Bài xã luận viết, với tư cách là chủ tịch luân phiên của ASEAN trong năm nay, Hà Nội có thể lôi kéo các nước khác cố gắng tối đa hóa lợi ích của họ trong các cuộc đàm phán COC với Bắc Kinh. Căng thẳng tăng cao trong những tháng gần đây giữa Trung Quốc và Việt Nam cũng là một số quốc gia Đông Nam Á khác gồm có Indonesia, Philippines và Malaysia. Về Biển Đông, theo nhận định của tiến sĩ Hiệp với VOA hôm 29 tháng 6, điều này cũng góp phần vào sự mạnh mẽ hơn đối với các lần trước trong ngôn từ của tuyên bố lần này vì các động thái gần đây của Trung Quốc trên Biển Đông đã động chạm đến lợi ích của các nước cùng tranh chấp khác. Hoàn Cầu Thời báo nhắc tới sự căng thẳng với một số quốc gia Đông Nam Á và nói rằng những xung đột gần đây giữa Bắc Kinh và Hà Nội chủ yếu xuất phát từ sự xích mích liên quan đến việc khai thác dầu khí dưới đáy biển và rằng Bắc Kinh và Jakarta đang tranh cãi về những tuyên bố chủ quyền hàng hải chồng lấn trên khu vực Biển Đông. Hầu hết các tranh chấp hàng hải trên khu vực Biển Đông giữa Trung Quốc và một số ít các nước thành viên ASEAN nêu nên Hoàn Cầu Thời báo Trung Quốc nên dùng các cơ chế song phương để thương lượng với Việt Nam, Indonesia. Theo nhiều nhà quan sát từng nhận định Trung Quốc luôn muốn đàm phán song phương với các nước láng giềng có tranh chấp trên Biển Đông, có thể tránh được sự can thiệp của Mỹ.
Các phương tiện truyền thông phương Tây hiện nay không trừ một nỗ lực nào để khuấy động rắc rối ở khu vực Biển Đông với sự cường điệu vô căn cứ. Bài xã luận viết với một câu chuyện quen thuộc đã giật gân, họ gieo rắc bất hòa giữa Trung Quốc và một số nước cùng tuyên bố chủ quyền trong khu vực. Dư luận phương Tây đã phá vỡ nghiêm trọng các ổn định hòa bình và vấn đề Biển Đông Trung Hoa, tức Biển Đông. Tờ báo đảo Trung Quốc còn cho rằng Bắc Kinh phải nỗ lực hơn nữa để mở rộng hợp tác của các nước ASEAN, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh phi truyền thống như nghiên cứu hàng hải chung, hoạt động cứu hộ và trấn áp cướp biển. Nhiều lợi ích lẫn nhau và khả năng tạo ra sự tin tưởng lẫn nhau nhiều hơn. Đây là một cách khác để giảm thiểu các vấn đề với các nước Đông Nam Á với Trung Quốc. Vai trò của Việt Nam trong thông điệp mạnh mẽ của ASEAN với Trung Quốc. Tôi không hiểu nội tình của quá trình thương lượng để ra tuyên bố chung, nhưng nếu chúng ta nhìn vào nội dung của bản tuyên bố chung thì chúng ta thấy có việc nhấn mạnh của vai trò luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Luật Biển, luật của Liên Hợp Quốc năm 1982 UNCLOS. Tiến sĩ luật Lê Hồng Hiệp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ISEAS có trụ sở ở Singapore nói, theo đánh giá của nhiều người thì đây có thể là một bước tiến nhất định khi so với các bản tuyên bố chung trước đây. Tiến sĩ Hiệp còn cho rằng tuyên bố này cũng có thể coi là sự ủng hộ của ASEAN đối với phán quyết của Tòa trọng tài năm 2016 trong vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc, vì phán quyết của trọng tài đều dựa vào Công ước Luật Biển UNCLOS 1982, và bên cạnh đó, phán quyết cũng chỉ ra là rất nhiều yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông không phù hợp với Công ước Luật Biển này. Bản thảo luận cuối cùng của tuyên bố tầm nhìn được đăng tải trên trang web ASEAN Việt Nam 2020 còn tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh ổn định và tự do hàng hải cũng như hàng không trên Biển Đông. Trung Quốc năm 2013 tuyên bố một khu nhận dạng phòng không ADIZ trên hầu hết khu vực Biển Đông, và người phát ngôn của Bộ Ngoại giao nước này Triệu Lập Kiên hôm 22 tháng 6 khẳng định rằng mọi quốc gia đều có quyền lập ADIZ và quyết định có thành lập một ADIZ hay không dựa trên cường độ và mối đe dọa mà họ phải đối mặt trong an ninh quốc phòng. Việt Nam, chủ tịch luân phiên của ASEAN năm nay, luôn có một lập trường cứng rắn hơn các quốc gia khác trong khu vực đối với Trung Quốc. Những từ ngữ như các sự cố nghiêm trọng gần đây xảy ra ở Biển Đông trong tuyên bố lần này không có trong tuyên bố của năm ngoái khi Thái Lan làm chủ tịch. Những tháng gần đây, căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc tăng cao khi Hà Nội tố cáo Bắc Kinh đâm chìm một tàu cá của ngư dân gần quần đảo Hoàng Sa. Trung Quốc còn tiến hành các cuộc tập trận quân sự vào giữa tháng 4 và tuyên bố thành lập các quận hành chính ở Hoàng Sa và Trường Sa, một động thái mà Hà Nội phản đối. Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 hôm 26 tháng 6, Thủ tướng Klmver Nguyễn Xuân Phúc nói rằng trong khi cả thế giới đang gồng mình chống dịch, vẫn xuất hiện những hành động thiếu trách nhiệm vi phạm luật pháp quốc tế, ảnh hưởng đến môi trường an ninh và ổn định ở một số khu vực, trong đó có khu vực Biển Đông của chúng ta. Tiến sĩ Hiệp, tác giả cuốn sách Sống cạnh người khổng lồ, kinh tế chính trị của các mối quan hệ Việt Nam với Trung Quốc trong thời kỳ đổi mới, cho rằng phát biểu đó không nói cụ thể ai, nhưng rõ ràng chúng ta hiểu là nhắc đến hành vi của Trung Cộng. Tôi nghĩ đấy là một nhận xét khách quan và đúng với sự thật, tiến sĩ Hiệp nhận định về phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tuy nhiên, bản thân lãnh đạo Việt Nam dám nói lên thực tế đấy thì tôi nghĩ là một điều đáng ghi nhận trong bối cảnh Việt Nam lâu nay tương đối dè dặt trước các phát biểu liên quan đến tình hình Biển Đông và liên quan đến cái tên Trung Quốc. Theo tiến sĩ Hiệp, ngôn từ mạnh mẽ của tuyên bố chung ASEAN một phần là ảnh hưởng của Việt Nam là chủ tịch. Vì lâu nay trong lịch sử từ các hội nghị lần trước, Việt Nam đều có truyền thống là muốn đưa vào các tuyên bố chung những ngôn ngữ và những quan điểm tương đối là mạnh mẽ, cứng rắn đối với vấn đề Biển Đông. Lần này với tư cách là chủ nhà, là nước
làm chủ tịch ASEAN luân phiên thì ASEAN có lợi thế để đưa ra các ngôn ngữ như mình muốn vào trong tuyên bố này, tiến sĩ Hiệp nói. Tuy nhiên, một yếu tố khác đóng góp vào sự mạnh mẽ hơn so với các lần trước trong ngôn từ của tuyên bố này, theo tiến sĩ Hiệp, một phần cũng vì các động thái gần đây của Trung Quốc trên Biển Đông đã đụng chạm đến các lợi ích của các nước trong cùng tranh chấp khác, ví dụ như Malaysia, Indonesia, Philippines chẳng hạn. Những quốc gia này cũng có lợi ích trong việc đưa ra được một bản tuyên bố chung có ngôn ngữ mạnh mẽ hơn để lên án các hành động của Trung Quốc một cách trực tiếp hay gián tiếp. Bắc Kinh chưa lên tiếng về tuyên bố tầm nhìn ASEAN nhưng đã thông báo diễn tập quân sự ở Hoàng Sa và hiện tại họ đang diễn tập ở đó. Ngay sau khi bản tuyên bố ASEAN 36 về Biển Đông được đưa ra, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo hôm 27 tháng 6 nói rằng Hoa Kỳ hoan nghênh sự kiên định của các nhà lãnh đạo ASEAN về việc giải quyết tranh chấp Biển Đông theo luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982. Trong đoạn chia sẻ tuyên bố tầm nhìn ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng trên Twitter, Ngoại trưởng Mỹ còn nói Trung Quốc không được phép coi Biển Đông là đế chế hàng hải của mình. Chúng tôi sẽ sớm thảo luận thêm về chủ đề này. Lâu nay chúng ta thấy rằng vấn đề tranh chấp Biển Đông đã trở thành một phần trong đối đầu chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc, tại vì trong bối cảnh Trung Quốc mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình và gia tăng sức mạnh quân sự, đặc biệt là trong khu vực Biển Đông, thì nó ảnh hưởng tới các lợi ích của Hoa Kỳ. Tiến sĩ Hiệp nói, Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 3 tháng 7 ra tuyên bố bày tỏ lo ngại về các cuộc tập trận của Trung Quốc trên Biển Đông, chỉ trích động thái này khiến cho khu vực thêm bất ổn. Chính vì vậy mà Hoa Kỳ cũng đã can dự ngày càng sâu hơn vào tranh chấp ở Biển Đông, và trong bối cảnh gia tăng cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc thì sẽ là một điều dễ hiểu khi mà Hoa Kỳ có xu hướng hậu thuẫn cho các bên tranh chấp ở Biển Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Hai ngày sau khi Việt Nam đưa ra tuyên bố thay mặt các nước ASEAN và các hàng không mẫu hạm của Mỹ hôm 28 tháng 6 đã khởi động cuộc tập trận chung trên vùng biển Philippines. Sau khi Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam hồi tháng 3, Bộ Ngoại giao và Quốc phòng Mỹ ngay lập tức lên tiếng chỉ trích Trung Quốc về hành động bắt nạt Việt Nam và các nước trong khu vực. Hồi tháng 4 vừa qua, Ngoại trưởng Pompeo đã đưa ra tuyên bố về việc tái khẳng định cam kết của Mỹ với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và sức mạnh mối quan hệ hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam. Tuy nhiên, sự ủng hộ của Mỹ dù mang lại thuận lợi nhưng cũng là thách thức cho Việt Nam cũng như các quốc gia Đông Nam Á khác, theo tiến sĩ Hiệp. Một mặt thì vị thế cũng như đòn bẩy của ngoại giao của Việt Nam và các nước Đông Nam Á trong việc đối phó với sức ép của Trung Quốc được gia tăng, nhưng một mặt khác cũng có thể tạo ra rủi ro là bản thân Việt Nam cũng như các nước Đông Nam Á khác sẽ bị quấn vào cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc, trở thành một nạn nhân theo một nghĩa nào đó trong cuộc đối đầu giữa hai cường quốc, và điều này có thể gây ra những hệ lụy lâu dài khó lường đối với vị thế độc lập, tự chủ của các quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam, tiến sĩ Hiệp nói. Làm sao để vừa khôn khéo khai thác được sự ủng hộ của Mỹ vừa đồng thời không để bị quấn vào cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ là một thách thức lớn đối với Việt Nam và các nước Đông Nam Á trong thời gian tới khi đối phó với Trung Quốc, theo tiến sĩ Hiệp. Tuy nhiên, tôi cho rằng bất chấp những thử thách, những rủi ro như vậy thì có sự hậu thuẫn của Mỹ vẫn là một điều rất đáng quý, đáng kể đối với nỗ lực của Việt Nam trong việc chống lại sức ép của Trung Quốc trên Biển Đông. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.